Sau một tháng triển khai dịch vụ ký số từ xa cho doanh nghiệp, thực hiện việc ký số cho dịch vụ công ngành công thương quản lý, đã có gần 100 doanh nghiệp đăng ký sử dụng dịch vụ thành công. Chữ ký số từ xa còn được gọi với nhiều tên khác như chữ ký số online, chữ ký số không dùng US token, chữ ký số di động. Đây là một trong những bước tiến trong quá trình số hóa nền kinh tế đem lại sự thuận lợi cho các giao dịch. Với số lượng hơn 50.000 doanh nghiệp đang thực hiện khai báo dịch vụ công với Bộ Công Thương, giải pháp ký số từ xa sẽ góp phần hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện tốt hơn, nhanh hơn, hiệu quả hơn trong việc ký gửi hồ sơ trực tuyến.